mọi người cùng cắm hoa với mình nhé. Hôm nay mình giàu tiền mình sẽ đi làm chi chị Phương? Giàu tiền đấy. Nãy đi không đến lúc nó giàu không biết kiếm chi. Giàu có nghe chị có ăn cái gì nữa không? Thật nhỉ? Giàu chưa có ăn đi từ tiền. Cũng không cần đi du lịch đi được. Đi tốn cả sức khỏe chết này. Hôm nay đi tàu xe chết mất. Ở nhà hướng trụ. Đắp chăn đi ngủ làm bằng tiền. Thấy chưa? Đắp chăn đi ngủ làm bằng tiền thấy chưa? Xong rồi trên giường cũng toàn là tiền. Sàn nhà cũng toàn là tiền. Bức tường cũng toàn là tiền. Trong giới chỉ biết cũng không tiền tiền. Quần cầu là bằng tiền. Chú ý học đây. Là bằng tiền. Cô giáo cũng là một tiền. Đi đồng phải thấy tiền hết. Rồi, ok. Đấy, và tiếp theo nào. Cô mời Hoàng nào. Cái ngày hôm nay mới mình có bảy mươi cái nữa. Chứ còn bảy cái nữa. Từng tuần qua chờ. Thì tuần qua cắm được qua 2 tiếng được có 14 cái mà. Rồi con đi ngủ à. The three catch balls my dog has clean for my bơ hơ. Rồi, ok. Tiếp theo là thì lên mà vẫn đọc được. Diễu lắm nhá. Hân già nhưng mà già vừa nên đi diễu. Diễu mà chỉ có ngủ một cái nó là nguồn nhất thôi. Nãy là nguồn. Chưa clean. Anh diễu quá. Giờ tôi thấy lạnh nhau anh. Chưa lạnh. Cháu mặc, cháu là một mặc áo cụt tay nhưng mà. Bây giờ tôi thấy lạnh đấy giờ. Các chị chơi cháu muốn bật quạt. Cháu má. Sao tự nhiên em nghĩ đến con linh thiện em thế chứ. Cái chồng cá của Lua chi. Nhà có bố mẹ Lua chú chết thì quá rồi. Sao có đi mần thì chị in luôn đi mần nuôi cuôn. Thế mà mình đã 28 tuổi rồi. 28 tuổi năm còn trẻ á. Chứ mẹ cưới ba Phương từ lúc mấy tuổi? 18 tuổi tao đã lấy rồi. Trời. Giữ mày ngủ lại. Thế là mẹ yêu ba Phương được mười mấy năm rồi đấy. Mười mấy năm? Năm nay mẹ 28 tuổi. Mười mấy năm? Mười năm. Yêu sống như chết. Mười năm địa ngục. Đánh như gần chết. Các con là phải đánh như mới cho như thì chết chả. Bơi.
chứ nhiều ăn phải buồn mê thu ngũ chi. Trời, sướng khổ chứ phải chịu cho biết ăn à. Sướng khổ chi phải chịu chứ. Bác có tin một cái quả mới, một cái quả như gì mới như gì cháu chỉ cần đập một phát là nát thôi nè. Bác nhìn cháu này. Thôi chú ý học đi. Ăn đi. Chú ý học đi. Thành Hóa City. Ăn cơm mấy cũng được, không được. Dù bán sống, dù bán chết. Chứ mình ngủ. Trời, kêu chi nữa. Lúc yêu nó có chiều ngủ trở đi nhỉ. Lúc yêu từ Hà Nội phi xuống Bắc Ninh trở đi nhỉ. Chứ lúc đó con được sinh ra chưa? Chưa. Là lúc đó mẹ sướng mà con chả được đi chơi. Ông Phương ơi, chợ muốn nghĩ những lúc ông tôi mình đang đổ mô ông cũng đến ông la cho đi không mà chợ ông biết thương người. Thứ bảy chủ nhật là em được nghỉ mà em vì em làm ca nên nghỉ mà phi từ Hà Nội xuống cổng công ty đứng đưa đuốn rồi xong rồi lại chở bằng xe máy về từ giữa yêu dữ. Em mới trở nên đánh giá từ hồi em đi mặn ở quán không, em trở nên đánh đá là từ hồi em đi nấu cơm ngoài Hà Nội lúc mang bầu cà chua là em đánh đá. Từ cái hồi nó cãi nhau rồi này em xin tao xuống đi. Giờ mà đi làm táo lắm quá chứ. Trời, táo hạ gì chứ? Chưa, đang còn sớm. Đang còn mới 28 tuổi rồi chút ra được rồi đang sớm. Thế mẹ có đi cưới chồng mới không? Cua chứ, tao phải lấy thằng mua giàu chiều tao hơn nha. Ở ba Phương đi làm gì? Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa. Thấy mẹ khổ à? Có muốn mẹ lấy người khác sướng hơn đâu? Cua nhưng mà đến cái lúc mẹ với... nhưng mà đến cái lúc mẹ giành nữ hai bạn quân xong rồi đến cái lúc mà nữ thì... Đến cái lúc mà mẹ cưới chồng mới mẹ sinh ra thêm đứa nữa rồi mẹ làm đứa nữa. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye. Cái mô ngoan thì mẹ mới nuôi.